với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Nhân dịp đầu năm mới, chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này mời quý vị và các đồng chí theo dõi trang tin phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp theo chương trình, chúng tôi gửi tới quý vị phóng sự nghĩa tình của y bác sĩ 103. Sau đây là nội dung chương trình. Vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018 và hiệp đồng giao nhận quân năm 2019. Năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Do làm tốt các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nên năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức giao 3.701 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với việc giao quân, các địa phương đã làm tốt công tác đón nhận 3.933 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Trong đó có 190 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cấp thẻ học nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Thanh Hóa tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Dự kiến tổ chức lễ giao nhận quân tại các địa phương sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2019. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018. Thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, mới đây Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm sĩ quan. Đồng chí Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm lại có thời hạn cho hai đồng chí, bổ nhiệm chức vụ, điều động cán bộ đối với hai đồng chí, thăng quân hàm sĩ quan cấp thượng tá lên đại tá đối với hai đồng chí, thăng quân hàm sĩ quan cấp trung tá lên thượng tá đối với hai đồng chí. Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đồng chí trên cương vị chức trách được giao. Tin tưởng các đồng chí được thăng quân hàm và điều động về vị trí công tác mới sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Vừa qua, đoàn công tác Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nghiên cứu thực tiễn tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 bản Pọng, xã Tam Trung, huyện Mường Lát, nhằm phục vụ nghiên cứu tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến tham gia đã làm rõ các nội dung, thành tựu, hạn chế trong nhận thức và tổ chức thực hiện việc kết hợp nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011. Nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay. Thông qua các ý kiến đóng góp và nghiên cứu thực tiễn, các nhà nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự làm cơ sở nghiên cứu biên soạn 3 cuốn sách để bổ sung tài liệu học tập cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Sau cơn lũ lịch sử tháng 8, tháng 9 năm 2018 vừa qua, đã để lại bao đau thương mất mát đối với người dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa. Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, đoàn cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương 103 đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà trực tiếp là ngành quân y Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa, thực hiện chuyến công tác về với các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn. Sau khi về đây để tham dự cái chương trình này, được cái khám sức khỏe, kiểm tra toàn bộ cái sức khỏe, thì tôi thấy rằng mọi cái cán bộ, công nhân viên
của quân y viện quân y 103 rất tận tình, chú đáo, chỉ bảo đến nơi đến chốn, tư vấn về sức khỏe nên điều trị như thế nào và cái hướng điều trị đối với các người được đưa về đây khám. Thì nói chung là đối với bản thân thì thấy rằng đây là một cái chương trình rất hữu ích đối với đồng bào miền núi các dân tộc chúng tôi và đối với nhất là các hộ gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng. Hơn 100 cán bộ y bác sĩ chuyên khoa đầu ngành Bệnh viện 103 cùng các y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa và Bệnh xá xã Điền Quang, huyện Bá Thước, Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy cùng các trang thiết bị hiện đại như máy điện tim, siêu âm tim đã tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân trên địa bàn 4 xã Điền Quang, Điền Hạ, huyện Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. Qua 2 ngày tổ chức thăm khám, các y bác sĩ Bệnh viện 103 đã tầm soát cho hơn 150 trường hợp nghi có bệnh lý về tim mạch, phát hiện được 9 trường hợp nghi có bệnh lý van tim và 1 trường hợp bệnh lý mạch vành. Bác sĩ là đến đây khám bệnh cho các bà, nhiều người cao tuổi, chúng tôi phấn khởi tư vấn cho các tôi là xin cảm ơn các chú. Sức khỏe của tôi thì nói chung là bây giờ già yếu rồi, khám thì được cấp thuốc đầy đủ. Nói chung là bệnh tật là già khớp này, rồi là huyết áp cao này, rồi là bệnh nói chung là được cấp thuốc về điều trị, nói chung là chú đáo. Mong rằng hàng năm là đơn vị tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho đồng bào cũng như là nhân dân trong khu vực. Ngoài việc khám tư vấn sức khỏe cho nhân dân địa phương, các đối tượng còn được đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, phó giám đốc Bệnh viện 103 hướng dẫn vệ sinh môi trường sống, biểu hiện và cách phòng chống bệnh lý thường gặp ở tuổi già, người có di chứng thương tật do chiến tranh, đặc biệt là các dấu hiệu của bệnh lý về tim mạch. Cũng qua đợt công tác này là dịp để các y bác sĩ tuyến cơ sở có dịp giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, có thêm thông tin, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở cơ sở ngày một tốt hơn. Qua khám chữa bệnh thì anh em trong ngành y tế được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về công tác khám chữa bệnh để phục vụ nhân dân, và nó nói lên cái truyền thống của quân đội cũng như là truyền thống của nhân dân, quân với dân như cá với nước. Nó cảm nhận thêm cái tinh thần ở đây rất chi là nhiệt tình và phục vụ nhân dân một cách chú đáo, và mọi người dân đều được hưởng cái quyền được khám và chữa bệnh như nhau, làm cho nhân dân hiểu thêm được cái nhận thức về khám bệnh, phòng bệnh cũng như là tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Nhiều năm qua, ngành quân y Thanh Hóa luôn làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các bệnh viện quân đội tuyến trung ương và quân khu 4, thường xuyên về thăm khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân trên địa bàn theo chương trình kết hợp quân dân y, từ đó đã cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Ngoài cái việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội thì trong những năm qua cũng đã thực hiện tốt cái công tác kết hợp quân dân y khắc phục hậu quả thiên tai và cái lũ lụt. Ngoài ra thì trong những năm qua quân y Bộ Chỉ huy Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các bệnh viện lớn trong quân đội để thực hiện tốt cái chương trình khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, ví dụ như là phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 354 của Tổng cục Hậu cần thì đã thực hiện các cái chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa, rồi vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra thì Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa cũng đã tham gia cái xây dựng cái mạng lưới y tế cơ sở, như là nâng cấp sửa chữa các trạm y tế xã thành cái trạm y tế kết hợp quân dân y. Sau thực hiện các cái chương trình như vậy thì nhân dân rất là tin tưởng vào cái lực lượng quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa cũng như gắn bó cái sự đoàn kết quân dân. Có thể nói chuyến công tác của đội ngũ cán bộ y bác sĩ Bệnh viện 103 về với đồng bào hai huyện Bá Thước và Cẩm Thủy đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, giúp nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt sớm khắc phục môi trường sống, hiểu biết thêm cách chăm sóc sức khỏe bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần to lớn cho học tập, công tác lao động sản xuất, phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.